2 tấn quẩy bẩn, 720 lít dầu rán và 650 kg bột mì không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Cùng với những hình ảnh bột vứt ngay trên nền đất, nhà nạn trên tấm ván đã ẩm mốc, ruồi bâu, kiến đậu và chiên trên chảo dầu đen đặc quánh thành những chiếc quẩy vàng óng. Vậy sự thật đằng sau những chiếc quẩy hàng ngày chúng ta đang ăn tại các hàng quán bún phở là gì? Chúng thực sự độc hại với sức khỏe hay không? Làm sao để phân biệt được đâu là quẩy dởm? Hãy cùng với Kính Hiển Vi đi tìm ra câu trả lời ngay bây giờ các bạn nhé! Mình đang quan sát ở độ phóng đại là 40 lần này các bạn. Nhìn nó giống như một cái tổ chim vậy. Có những cái đốm màu trắng trắng chi chít nhau á. Bên trong cái quẩy này nó rỗng các bạn ạ. Còn đây là hình ảnh bên ngoài của cái quẩy. Còn những cái đốm đen đen nữa chứ. Mình đoán những cái đen đen đấy là từ dầu ra đấy. Nó có những cái sợi bẩn gì đó bám vào đây này các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng biết quẩy thì được làm từ bột mì, bột nở này, đường, muối, nước. Sau đó sẽ nhồi với trứng gà. Tiếp theo thì hỗn hợp này sẽ được ủ trong 1 giờ. Sau đó mới tạo khối và chiên vàng lên với dầu chiên đấy các bạn. Thế tuy nhiên thì vấn đề ở đây là gì? Đó là hiện nay rất nhiều cơ sở sản xuất làm việc sử dụng các cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc mới đáng nói tới các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho nước vào để chúng ta lấy mẫu quan sát ở độ phóng đại lớn hơn nhé. Các bạn hãy nhìn những váng dầu thoát ra theo dòng nước này. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát ở độ phóng đại lớn hơn xem có điều gì đặc biệt không nhé. Độ phóng đại 100 lần các bạn nhé. Ui, các bạn đã nhìn thấy mảnh bột bị chảy đi này. Nó còn có một cái sợi bẩn nữa kìa các bạn. Bản chất của hỗn hợp này đó là tinh bột từ bột mì này, bột nở và các chất phụ gia và gia vị. Và còn rất nhiều các giọt dầu và bột khí bị lẫn vào nữa. Chúng có hình tròn kìa các bạn. Quẩy thì được chế biến bằng cái các nguyên liệu mình vừa kể trên thì cũng không có gì hề hém cả, thậm chí còn rất tốt nữa. Thế nhưng các bạn mà đến tận nơi những cái cơ sở chế biến sẽ bắt gặp phải những cái chảo dầu đen như nước cống vậy. Họ vẫn đang sử dụng những cái loại dầu đấy đấy. Trong sản xuất quẩy hiện nay thì thông thường người ta sẽ sử dụng những cái dầu tận thu này và dầu tái chế đó các bạn. Người ta sẽ mua ở những cái cơ sở sản xuất thực phẩm lớn như là khách sạn này, nhà hàng mà họ chiên gà, chiên quẩy, chiên các loại thức ăn ấy. Sau đó những cái người kinh doanh dầu bẩn sẽ thu gom lại với cái giá rất rẻ thôi. Theo mình được biết hình như là 10.000 một lít vậy. Khi mà họ đã thu gom lại thì họ sẽ sử dụng hóa chất để lọc trong, tạo màu sắc gần như là dầu bình thường. Và các bạn đoán xem họ sẽ bán cho những ai? Đó chính là những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và kinh doanh mang tính chất chộp giật, không quan tâm tới lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây đó là sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào. Bởi vì các bạn cũng biết rằng nhiệt độ sôi của dầu đạt đỉnh cũng chỉ là 160 đến 180, nhưng khi chiên rán nhiều lần thì nhiệt độ sôi của dầu sẽ tăng lên là 220 đến 230 độ C. Khi sôi ở nhiệt độ cao thì dầu sẽ bị biến chất. Người ta gọi đó là phản ứng acrolein hóa, biến dầu thành acrolein, một chất độc có tác động tiêu cực vào máu, dạ dày và não của chúng ta đấy các bạn. Mình đã có video nói về tác hại cực độc của dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Mà đấy chỉ là dầu chiên 2 lần thôi các bạn nhé. Còn đây là người ta sử dụng dầu chiên đi chiên lại N lần rồi. Các bạn hãy click vào link mà mình để bên dưới để tìm hiểu thêm về dầu ăn chiên lại nhé. Để mình xem ở độ phóng đại lớn hơn sẽ trông như thế nào nha các bạn. Wow, ở độ phóng đại 400 lần thì chúng ta thấy cả một bầu trời vi sinh vật các bạn ạ. Mình thì thấy cũng không lạ gì lắm bởi vì là người ta bọc trong cái túi bóng và để đó thôi. Mà trong quẩy thì có dầu rán nên là việc vi khuẩn xâm nhập cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà có một thành phần nữa mà rất nhiều phương tiện truyền thông đã cảnh báo có trong quẩy mà người sản xuất sử dụng đó là bột khai. Vì chỉ 2kg bột mì có thể làm được tới 200 chiếc quẩy nhờ bí quyết trộn bột khai nở này đấy các bạn ạ. Chúng có màu trắng và y như cái tên là nó có bột khai. Mà rất rẻ, chỉ với 20.000 đồng 1kg thôi. Được bày bán công khai tại rất nhiều cửa hàng nhưng lại không có bao bì và cũng chẳng có hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng luôn. Nếu sử dụng loại bột này thì người bán sẽ lãi gấp nhiều lần so với chỉ dùng bột nhỏ thông thường. Mà trong công nghiệp thì bột khai được sử dụng trong sản xuất nhựa này, sản xuất cao su và gốm sứ đấy các bạn. Nếu chúng ta dùng trong thực phẩm và y tế thì bột khai phải tinh khiết mới đảm bảo an toàn. Mà với cái giá rẻ như thế thì đó là một điều đáng nghi ngờ đúng không các bạn? Yes! Mà bột khai công nghiệp có chứa rất nhiều tạp chất độc hại như là chì, thủy ngân và nhôm, dễ gây các cái bệnh viêm não ở người đấy các bạn. Vẫn chưa hết, khi mà chúng ta ăn quẩy sẽ thấy xốp và cảm thấy giòn. Đó là cũng nhờ một phần của phèn chua. Đây là một loại muối nhôm và có tác nhân chính gây ra hại thận cho các bạn. Theo các nhà nghiên cứu, cứ 100g quẩy có chứa hàm lượng muối nhôm khoảng 50 đến 55mg.
trong khi đó lượng nhôm cho phép đi vào cơ thể của chúng ta là không quá 0,7mg trên 1kg trọng lượng cơ thể. Nếu như nhôm tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ lưu lại thận, tinh hoàn, cơ bắp, tuyến giáp, xương và cả tổ chức não. Đặc biệt là phèn trong quẩy có chứa nhôm vô cơ. Nếu chúng ta ăn quẩy hàng ngày, nhôm sẽ khó bài tiết khỏi thận. Không những thế, nếu cơ thể chúng ta tích lũy quá nhiều nhôm còn ảnh hưởng tới não và tế bào thần kinh, gây lú lẫn nữa đấy các bạn. Oh my god, cái này là cái con gì vậy các bạn? Đầu của nó nhọn này, còn có ruột bên trong nữa. Hay là con giun hay con sán vậy? Mà con giun và con sán có trong quẩy á, làm sao có thể tin được nhỉ? Liệu có phải con giun hay con sán không vậy? Ai giải thích dùm mình vậy? Trời đất ơi, tôi hoang mang quá đi mà. Nên mình phóng to ra để chúng ta nhìn rõ hơn nhé. Mình đang rất nghi ngờ nó là một con giun kim các bạn ạ. Nó chỉ còn có một nửa thôi, nó chết rồi. Mà chết cũng đúng thôi, bởi vì chiên vào dầu cơ mà. Thế nhưng mà mình đang đặt câu hỏi là làm thế nào mà nó được vào được cái quẩy này cơ chứ. Ôi, chắc là phải từ bỏ món này thôi các bạn ơi. Sợ quá. Đến đây thì mình không biết phải nói như thế nào nữa. Thế nên an toàn nhất thì mình khuyên các bạn là tự làm ở nhà nhé. Hoặc là chọn nơi nào uy tín để ăn nha. Tổng kết lại thì các bạn hãy cần hết sức chú ý. Không nên lạm dụng sự ngon miệng, giòn tan của quẩy mà ăn quá nhiều và thường xuyên. Nguy hiểm sẽ không đến ngay lập tức đâu, mà nó sẽ tích tụ trong cơ thể của chúng ta để chờ ngày phát bệnh thôi. Hãy là người tiêu dùng thông minh các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người được biết. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.